Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị có biết là Thái Nguyên của chúng ta có hơn 50 dân tộc anh em cùng sinh sống, và mỗi một dân tộc thì có những nét văn hóa riêng, những làn điệu hát riêng vô cùng độc đáo. Và ngày hôm nay thì tôi và các bạn sẽ cùng tìm hiểu về làn điệu ví của người Tây ở Định Hóa. Và cùng đồng hành với tôi ngày hôm nay có bạn Ekaterina Kozulina đến từ đất nước Nga xinh đẹp. Здравствуйте, спасибо большое, что пригласили меня на такую замечательную поездку. Да, пойдем. Пойдем? Vùng đất ATK Định Hóa có nhiều di sản văn hóa. Bên cạnh khối di sản vật thể gồm quần thể 13 điểm di tích lịch sử văn hóa đã được chính phủ xếp hạng, thì một số di sản văn hóa phi vật thể ở địa phương cũng đã được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch xếp hạng là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, như múa rối cạn của dân tộc Tày ở Thẩm Rộc, xã Bình Yên và du nghệ xã Đồng Thịnh. Và một loại dân ca nữa cũng mới được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, đó là hát ví của người Tày Định Hóa. Hát ví là hát theo kiểu ngẫu hứng trong mọi lúc mọi nơi, là một loại hình văn hóa nghệ thuật dân gian của dân tộc Tày nói chung, ở huyện Định Hóa nói riêng. Hát ví của dân tộc Tày giống như hát đối, hát giao duyên của dân tộc Kinh ở vùng xuôi. Cháu chào các bác ạ. Hôm nay cháu thì cũng rất là vui khi được mà được lắng nghe những cái làn điệu ví của người Tày rất là hay ạ. Và cháu cũng có một số câu hỏi. Cháu muốn hỏi là cái làn điệu ví của người Tày có từ bao giờ ạ? Ở Định Hóa này là có 13 dân tộc. Trong đó có dân tộc Tày. Nhưng mà lại có 14 làn điệu dân tộc là của người Tày. Trong đó có 3 làn điệu dân tộc của người Kinh. Là hát ví là 1, hát ả đào là 2, hát cửa đình tức là hát xoan là 3. Là 3 cái làn điệu này bằng tiếng Kinh nhưng mà trở thành làn điệu dân ca của dân tộc Tày. Nó có từ thế kỷ thứ 10 năm 970, thời kỳ nhà Đinh Tiên Hoàng, Đinh Bổ Lĩnh, là hát ví của người Tày Định Hóa, là Bộ Văn hóa Thông tin đã công nhận, xét và đạt cái chuẩn là hát ví người Tày Định Hóa là di sản văn hóa cấp quốc gia. Đây là một cái mừng cho toàn thể dân tộc chúng ta như thế. Bản thân các cô ấy là người sinh sau đẻ muộn, nhưng mà cũng vì là để mà gìn giữ được cái bản sắc dân tộc, các cô là cũng qua từng thế hệ là cũng đã học hỏi và cũng đã hát được một số bài. Thế và sau đó là cũng đã truyền cho các em học sinh, hay là các cháu cũng đang học và cũng để mà cùng nhau giữ gìn lại cái bản sắc dân tộc của mình. Скажите, пожалуйста, а о чем ваша песня, которую вы только что пели? Cái ca khúc ấy nói cái nội dung xưa kia là ở vùng này năm 1997 thì bắt đầu mới có điện. Xưa toàn dùng bằng củi hết để sinh hoạt trong gia đình. Cho nên là các cái đôi nam nữ là rủ nhau vào rừng để chặt củi mang về nhà để phục vụ gia đình. Thì trong cái quá trình giao lưu như thế thì tình yêu nó sẽ nảy nở và nó gắn kết cái đôi này bạn là nhiều lần vào rừng, và có thể là các bạn đại là sau này trở thành những người bạn đời. Nó gắn liền với trong lao động cũng như trong ca hát, nó lông qua cái tình cảm và nó gắn kết lại con người với nhau để chung sống với nhau cả cuộc đời. Đấy là một có ý nghĩa như thế. Thường ấy thì những cái làn điệu ví của người Tây ấy thì thường được hát vào những dịp gì ạ bác? Hát ví của người Tây thì nó có nhiều cái không gian hát. Thứ nhất là hát trong lao động, sản xuất, gặp gỡ nhau. Hai là hát trong chợ phiên, ở ngoài chợ giao lưu để mua bán, ở ngoài chợ ấy. Thứ ba là hát trong gia đình có hội hè, ví dụ như đầu xuân năm mới là cầu phúc cầu lộc cầu tài, trai gái gặp nhau thì hát với nhau, hoặc là các cụ lâu ngày gặp nhau thì là hát với nhau để giao lưu, muốn trao đổi, nó như là trở thành một
cái nét văn hóa độc đáo. Cháu có một câu hỏi nữa là ngoài câu lạc bộ của các bác ấy, đang sinh hoạt ấy, hát ví thì còn có nhiều người biết đến cái làn điệu hát ví của người Tày không ạ? Có rất nhiều người hát ví, biết hát ví. Câu lạc bộ chúng tôi đây là tập trung như anh em, thứ nhất là có năng khiếu, thứ hai là có điều kiện, thứ ba là có sở thích. Cái câu lạc bộ là cái người tập trung nhất mà chúng tôi thành lập từ năm 93 giờ, hơn 30 năm. Thì anh em chúng tôi cũng tập rồi để mà hát với nhau, để phục vụ lại bà con thôi. Tức là lại phục vụ nhân dân. Phong trào ca hát đó là coi như là tiếng nói của tâm hồn, mà cũng là tiếng nói của đảng, của nhân dân. Để ca ngợi đất nước, con người của mình trên con đường đang đổi mới. Скажите, пожалуйста, ну а как же ваша молодежь? Вы передаете эти песни из поколения в поколение? Они знают эти песни? Nếu mà để mà truyền tải cho tất cả các em trong cái lớp tuổi mà các cháu đã biết hát hoặc yêu hát đi thì không thể phổ rộng được. Nhưng các cháu có thể được nghe. Được nghe qua các cái buổi mà sinh hoạt câu lạc bộ hoặc là những ngày hội đầu xuân hoặc là ngày hội trường thì đều là mời các cháu tham gia và các cháu cũng được học những cái làn điệu. Các điệu ví ở Định Biên nói riêng và Định Hóa nói chung đã được sử dụng nhiều hơn trong các hội thi, hội diễn văn nghệ ở cơ sở, đặc biệt là các tiết mục dân ca trong lễ hội truyền thống hàng năm, qua đó góp phần xây dựng, nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân trên địa bàn. Nếu có dịp đến mảnh đất chiến khu Việt Bắc, du khách sẽ có dịp ngủ nhà sàn, thưởng thức các món ăn độc đáo của người Tày, chìm đắm trong những điệu ví mượt mà, da diết như muốn níu chân du khách. Ngoài thưởng thức làn điệu ví Tày vô cùng độc đáo thì đến với mảnh đất Định Hóa sẽ thật thiếu sót nếu như tôi không giới thiệu với cô bạn người Nga của tôi món bánh làm từ gạo đặc sản địa phương. Bây giờ chúng ta sẽ cùng tiếp tục cuộc hành trình khám phá Định Hóa nhé. Идем печь пироги, ура! Chào chào các cô, các bác ạ. Hôm nay cháu rất là vui vì được đến đây vừa được nghe các làn điệu ví. Và bây giờ thì là chúng cháu muốn xem các bác làm món bánh đặc sản địa phương của mình ạ. Đây là bánh gì đấy ạ? Đây là bánh giò. À, có hai tên gọi đúng không ạ? Bánh giò hoặc là bánh nẳng. Bánh giò, bánh nẳng. Vâng. Vâng. Mời hai cháu ngồi đây để xem các cô làm nha. Hai lá xếp đều nhau cùng chiều này. Chợt. Lấy một lưng chén gạo này thôi, đổ vào. Đây nhá. Hai tay này phải cầm song song này nhá. Để đây nhá. Xong cộp nó xuống này, tay này vị ấn nó xuống này, bỏ ra nhá. Tay này bên này cũng ấn xuống này, bỏ ra này, gập vào đây. Đấy, cái nếu mà đâu mà đây. À, mời chị em ăn bánh nhá. Đây là bánh giò đây, bánh của gia đình làm nhá. Ngon thế nhỉ? Trông nhìn đã ngon rồi nhỉ? Nhìn đã ngon rồi. Mời các con thưởng thức món bánh giò của dân tộc Tày các cô nhá. Mời các em nhá. Rất là vừa vị, rất là vừa vị, ngon, bánh rền. Sau khi gói xong là luộc 4 tiếng là ra một cái sản phẩm như thế này. Bánh rất là ngon. Ăn đi, ăn. Ну, Катя, скажите, пожалуйста, как вам наша сегодняшняя поездка? Замечательная поездка. Я очень рада, что я наконец-то познакомилась с народом Тай, услышала их замечательные песни, увидела их костюмы. Я была очень рада их видеть. Моя мечта сбылась. Спасибо большое. Приглашайте меня почаще в такие поездки. Да, спасибо вам большое за участие в нашей поездке сегодня. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa kết thúc của hành trình khám phá Định Hóa. Còn rất nhiều điều thú vị nữa đang chờ đón các bạn ở trong những cái chương trình, những cái hành trình tiếp theo. Kính chào và tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình lần sau.